Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop và Facebook để chúng ta tạo ra được một cái khung, cái frame Facebook mà nó mới ra cái chức năng gần đây. Rồi, thì chức năng mới của Facebook thì các bạn nhìn ở phía, khi bạn truy cập vào Facebook ha, ở phía bên tay trái của các bạn á, cái thanh bên này ở phía dưới nó sẽ có cái nút là tạo khung. Đây, tạo khung, các bạn click vào cái thì nó sẽ chuyển các bạn qua cái phần cái trang là facebook.com, Facebook cái tên sẽ là Facebook Camera Effect ha. Đấy, các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy cái phần mà tạo khung này, thì các bạn click vô. Ở đây thì Facebook nó sẽ cho chúng ta tạo ra được một cái khung của riêng ta ha, và chúng ta có thể chia sẻ ra được. Thành ra là cái dạng này chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta làm một cái campaign khá là hay. Ví dụ như là các bạn muốn cổ vũ đội tuyển Việt Nam chẳng hạn, thế thì các bạn có thể tạo ra được một khung về đội cổ vũ đội tuyển Việt Nam, hoặc là cổ vũ Barca hay là bất kỳ cái gì đó, hoặc là các bạn muốn quảng cáo cho thương hiệu của mình cũng được. Rồi, đầu tiên khi các bạn click vào nút bắt đầu ở đây, các phần chọn sở hữu, chủ sở hữu, các bạn có thể chọn bất kỳ cái nào ha. Như đây mình sẽ chọn là HP Photoshop như cái kênh fanpage của mình. Rồi, ở đây nó hỏi mình là kéo và thả tệp PNG. Tệp PNG ha, các bạn phải để ý nó là tệp PNG. Thì đây ở trong Photoshop mình đã tạo ra một cái khung kiểu như thế này, là tôi yêu Việt Nam cho nó dễ. Các bạn nhớ là PNG nghĩa là chúng ta sẽ phải không có cái phần background màu trắng, thì chúng ta sẽ tắt cái phần background này đi, tắt đi. Đó, khi nào có thấy cái sọc caro như thế này thì đang là PNG. Hoặc là các bạn search lên trên Facebook á. À, lên trên Google các bạn search vô ví dụ như là frame thì các bạn phải thêm chữ PNG vô để nó cho chúng ta cái kết quả ví dụ như thế này. À, khi nào mà phía dưới nó load xong nó phải đỏ như thế này nè. Đó. Thì đây là nó đang là file PNG, các bạn thể tải về các bạn chèn vô. Tuy nhiên nói trước nha, mấy cái khung kiểu này nhìn lên nó giống như kiểu lành thờ vậy, cho nên thôi được rồi. Rồi đây mình đã làm kiểu như này rồi ha. Sau khi xong là mình sẽ lưu cái file này lại. File này mình đang để kích thước là 1000 x 1000. Tuy nhiên các bạn có thể để là ví dụ như là 500 hoặc là 500 rồi 1000, 1024 hay là 2048 tùy các bạn. Ở đây mình sẽ lưu cái file này lại ha. Lưu file này lại với định dạng là PNG. À, mình sẽ lưu ra ngoài desktop và mình sẽ test ở đây là khung. Ở đây là một cái mình đã làm được cái thử là sống phải chất rồi này, nhưng mà mình cảm thấy nó chưa ổn lắm, nhưng mà với cái cách làm như vậy thì cũng đã khá là ổn rồi. Thế là chúng ta quay lại phần này ha. Rồi đây mình sẽ tiến hành mình bấm tải ảnh lên ha. Mình sẽ đưa cái hình của chúng ta vừa tạo lên trên. Đây mình chọn cái này, cái khung .png. Rồi, sau khi đưa lên xong rồi mình có thể thêm một cái những cái file khác ở phía dưới nữa. Ở đây mình sẽ thêm cái hình nền này đi. Đó, mình sẽ để nó phía dưới. À, cái hình này mình sẽ phóng to nó lên một chút xíu. À, mình có thể quay được không nhỉ? À, chúng ta không thể quay được, thành ra là nếu được chúng ta sẽ quay ở trong Photoshop trước nhé. Ở đây như cái này mình sẽ thả nó chuyển về sau để nó nằm dưới cái lớp lá cờ này của chúng ta. Rồi. À, đâu rồi? Chuyển về sau. Chuyển về sau. Rồi, được rồi, lại khai thế. Rồi, tiếp tục mình sẽ chèn thêm cái logo của mình vô. Ở đây logo để chúng ta tạo ra được một cái chiến dịch cho doanh nghiệp chẳng hạn vậy, các bạn có thể chèn logo của doanh nghiệp mình vô để cho nó có cái sự hiện diện kiểu brand đó. Rồi đây mình sẽ đưa ra đây thì Photoshop nó sẽ căn chỉnh sẵn cho chúng ta. Rồi như cái này nó lấn quá thì mình sẽ bỏ xuống. Đây mình đưa lên đây. Facebook nó chỉnh sẵn cho chúng ta là 1 với lại 2%, thì chúng ta cứ theo đó để cho chỉnh cho nó chuẩn ha. Sau khi xong rồi các bạn bấm nút tiếp. Và đây chúng ta sẽ đặt tên hiệu ứng, ví dụ như là tên hiệu ứng là tôi yêu Việt Nam chẳng hạn vậy, theo đúng cái chủ đề tôi yêu Việt Nam. Rồi. À, lịch trình thì mình sẽ lịch trình hoạt động ngay sau khi được phê duyệt. Và từ khóa đây mình sẽ thêm những cái keyword thì để người ta tìm ấy mà. Đây như là tôi what tôi, đây mình sẽ chọn là tôi yêu chẳng hạn thế. À, Việt Nam. Rồi, sau khi xong rồi các bạn bấm nút tiếp và chọn sở chủ sở hữu. Rồi, đây mình chọn chủ sở hữu là HP Photoshop và click OK ha. Rồi, sau khi xong rồi mình sẽ bấm gửi. OK. Rồi, sau khi gửi được rồi á thì Facebook nó sẽ tốn khoảng cỡ 1 tuần, 2 đến 3 ngày cho tới 1 tuần để nó xét duyệt cho chúng ta ha. Và đây nó ghi là xét duyệt 1 tới 3 ngày, nhưng mà thực tế mình làm thử á thì nó mất tới khoảng cỡ 1 tuần á. Rồi, sau khi xong rồi các bạn bấm nút xong, hoặc là các bạn bấm vào View and Manage để chúng ta quản lý ha, những cái quản lý những cái khung mà chúng ta đã làm là đã có bao nhiêu người sử dụng cái khung của chúng ta và cái khung chúng ta đang có cái nào.
Như đây là có cái bản nháp thì mình sẽ đây như cái bản nháp. Đây rồi, kệ nó đi. Đây mình có cái file mà mình vừa làm này là đang xét duyệt này. Còn như cái sống phải chất là chẳng hạn, thế mình làm thử thì ở đây đã có ba bốn người sử dụng mà hai người là mình và một bạn nữa. Đó thì đại khái thế, chúng ta có thể quản lý ở đây ha. Rồi. Và sau khi sử dụng xong rồi các bạn có thể chọn cái tạo khung á, thì các bạn có thể chọn bộ lọc cái khung là cái keyword của các bạn. Rồi, thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo được một cái khung ở trên Facebook ha. Bye bye và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau.